Xin chào các bạn, chào mừng bạn quay trở lại với Top Sahan, kênh tổng hợp tin tức về những ngôi sao K-pop. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức nổi bật có trong ngày. Trong chuyến đi Mỹ vừa qua thì Jennie và Rosé đã gặp hàng loạt những nhân vật đình đám của làng giải trí như là Jaden Smith, Olivia Rodrigo, Sofia Richie và Dua Lipa. Thế nhưng thì đến ngày hôm nay 26 tháng 7 thì một nhân vật khác lại gặp Jennie đã lộ diện khiến dân tình không khỏi choáng váng. Đó chính là nữ ca sĩ Wham, bạn đời của vị tỷ phú quyền lực và giàu có nhất hành tinh Elon Musk. Trên trang cá nhân thì Wham đã đăng tải loạt ảnh check-in đầy vui vẻ bên thành viên Blackpink. Cả hai cô gái đều rất xinh đẹp và rạng rỡ, thế nhưng gây sốc nhất chính là background sau lưng họ. Không phải nhà hàng tiệc tùng bể bơi, Jennie và vợ tỷ phú quyền lực chụp ảnh tại bãi phóng tên lửa. Và điều này khiến fan sốc nặng, tự hỏi làm thế nào mà Blackpink lại có được mối quan hệ với hàng loạt nhân vật đình đám đến thế và được đến những địa điểm đặc biệt như thế này. Fan còn đùa rằng Blackpink vươn tầm vũ trụ hay là gì? Nhan sắc và body của công chúa YG khiến fan không khỏi trầm trồ, nhưng background còn gây choáng hơn. Ngoài ra thì còn một vị chuyên gia làm đẹp đã đăng tải ảnh của cả hai là Jennie và Wham. Anh chính là người đứng sau kiểu tóc tết cực chất chơi của hai mỹ nhân đình đám. Chỉ còn ít ngày nữa là bước sang tháng 8 và đây là thời điểm mà fan Blackpink vô cùng mong chờ vì ngoài lễ kỷ niệm 5 năm thành lập nhóm thì còn có tin đồn Lisa debut solo. Mới đây chỉ bằng hình ảnh trong phòng thu của The Black Label, công ty con thuộc YG mà nữ idol người Thái khiến dân tình đứng ngồi không yên, chưa thấy ngày cô đánh lẻ tới gần lắm rồi. Đặc biệt thì story thứ hai của Lisa gây chú ý khi cô quay màn hình cho thấy hai đoạn audio. Em út của Blackpink còn viết đầy ẩn ý What's in my name? Rất có thể đây chính là ca khúc debut solo của Lisa, dòng chữ cô viết thêm là tên bài hát. Nếu Jennie được gọi là bà tổ ngành spoil, các thành viên khác cũng hay bật mí về nội dung trước thềm comeback thì Lisa lại khá kín tiếng. Do đó, việc nữ idol tiết lộ về màn ra mắt solo của mình khiến nhiều fan bất ngờ và vô cùng háo hức. Một số người đoán bài hát sẽ có tên là What's in my name như Lisa viết, có người lại đùa rằng khéo lúc ra lò ca khúc này lại mang tựa đề là The Name cho đúng truyền thống ngắn gọn của YG, hoặc là Lisa như tên đoạn audio hiển thị trên màn hình. Sau khi có tin đồn Lisa debut solo trong tháng 8 thì YG xác nhận cô bắt đầu quay MV vào ngày 12 tháng 7, tuy nhiên thời điểm nữ idol chính thức lâm trận vẫn chưa được công bố. Thế nhưng với việc tháng 7 chuẩn bị đi đến hồi kết, chính chủ tung thính dồn dập thì xem ra ngày Lisa ra mắt sẽ sắp tới rồi. Vào sáng ngày hôm nay 26 tháng 7 thì JTBC bất ngờ đưa tin Chi Chang Úc đã nhiễm Covid-19 và hiện đang tự cách ly để điều trị. Theo đó, vào cuối tuần trước, nam diễn viên đã đi xét nghiệm và nhận kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Mọi lịch trình quay phim mới đều đã bị hủy bỏ và ekip làm phim cũng đã đi xét nghiệm và đang chờ nhận kết quả. Thông tin này đã khiến netizen trên toàn châu Á chấn động. Chi Chang Úc là sao Hàn mới nhất nhiễm Covid-19 giữa lúc dịch bệnh tại Hàn Quốc đang căng thẳng. Chúng mình là Top Sahan và bạn đừng quên like, share, nhấn subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.